chàng trai quốc tịch Romania lần đầu trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và bất ngờ với nhiều ẩm thực độc đáo, thú vị. Xin chào khán thính giả thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam. Các bạn thân mến, tình cờ theo dõi một trang YouTube có tên Cha Villain Theo No, mình bắt gặp một lời giới thiệu cực kỳ ấn tượng như sau: tôi đi du lịch để khám phá bản thân và tìm kiếm ý nghĩa của thế giới này. Du lịch khiến tôi hạnh phúc và trọn vẹn. Hãy cùng nhau đi du lịch khắp thế giới xinh đẹp này. Vâng, lời giới thiệu đầy ấn tượng đó là chàng thanh niên có tên là Cha Villain Theo No, một du khách người Romania cùng sở thích của mình đã đi rất nhiều quốc gia trên thế giới và trải nghiệm những điều tuyệt vời. Việt Nam cũng là một điểm dừng chân trong hành trình phiêu du của anh. Đến Việt Nam lần này, anh đã trải nghiệm những điều gì thú vị? Và điều gì đã gây ấn tượng nhất với anh? Hãy cùng kênh Tự Hào Việt Nam tìm hiểu trong vài phút tới của video các bạn nhé! Vâng, đây chính là Cha Villain Theo No mà mình vừa giới thiệu ở đầu video. Chuyến đi này anh đến thành phố Hồ Chí Minh và khám phá những món ăn đường phố và nhiều loại nước uống độc đáo. Video này là tất cả những trải nghiệm về thực phẩm và giá cả nơi đây. Anh phiêu lưu trên đường phố Hồ Chí Minh và nếm thử những món ăn và loại cà phê truyền thống nhất. Ở phần sau của video, anh ấy sẽ cho bạn biết đâu là địa điểm ngon nhất để ăn món phở nổi tiếng. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình đầy thú vị với hai loại bánh mì kẹp thịt hấp dẫn, bánh mì thịt bò và bánh mì thịt gà. Hai loại bánh mì với hai loại thịt chắc hẳn hương vị sẽ khác biệt nhau. Và chắc hẳn nó cũng không thể giống với món bánh mì Obama đã làm xôn xao cộng đồng mạng những năm về trước. Mỗi chiếc bánh mì đều mang đến hương vị đặc trưng và phong cách riêng biệt. Bánh mì thịt bò được chăm sóc kỹ lưỡng với lớp thịt bò nướng mềm mại, thấm đẫm hương vị gia vị và sốt barbecue tinh tế. Rau sống như cà chua, rau xanh và hành tây giúp tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo, kết hợp giữa độ giòn và tươi mới. Trong khi đó, bánh mì thịt gà sáng tạo với lớp thịt gà nướng chín mềm, điểm nhấn bởi các loại gia vị và ớt tạo nên hương vị cay nồng đặc trưng. Rau sống như xà lách, cà chua và hành tây thêm vào sự tươi mới và độ giòn. Chúng ta có thể tận hưởng bữa ăn tại một công viên hay bờ biển, nơi chúng ta có thể thư giãn và tận hưởng không khí ngoại ô, đồ uống kèm như nước lọc hay một ly nước ép trái cây tươi sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho bữa ăn ngon miệng này. Bắt đầu chuyến hành trình, chúng ta sẽ khám phá không chỉ vị ngon của những chiếc bánh mì này, mà còn là những khoảnh khắc đáng nhớ trên con đường chinh phục hương vị. Anh chàng đã có một trải nghiệm cà phê đặc sắc tại Sài Gòn City khi lần đầu tiên chọn thử cà phê muối. Mặc dù có vẻ hơi mặn, nhưng sự kết hợp của vị mặn và hương thơm của cà phê thực sự làm nổi bật hương vị tinh tế và đậm đà. Cảm giác ngon ngọt này chắc chắn sẽ trở thành một lựa chọn ưa thích mới. Còn với cà phê dừa, anh đã mê mẩn bởi hương vị tinh tế của dừa, kết hợp cùng với vị giòn và ngọt ngào. Việc thêm nhiều đá làm tăng thêm sự sảng khoái, phù hợp với những ngày nắng nóng ở Sài Gòn. Mỗi ngụm cà phê dừa đều là một trải nghiệm gióng bản hòa quyện của hương vị đặc trưng. Với những lựa chọn cà phê độc đáo như vậy, chắc chắn anh chàng và bạn sẽ tiếp tục khám phá thêm nhiều hương vị mới và thú vị trong những ngóc ngách ẩm thực độc đáo của Sài Gòn. Hãy tiếp tục hành trình với lòng tò mò và sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ. Về thiên đường đồ uống, anh đã lựa chọn tất cả những đồ uống ngon của Sài Gòn vào lựa chọn của mình. Ở đây nóng quá nên anh bạn cũng đã thử một ly cà phê để giải khát, đi thôi. Nơi này trông thật tuyệt vời, thật thư giãn và mọi thứ ở đây đều xanh tươi. Được biết đây là loại cà phê ngon nhất Việt Nam, và anh đã chọn thứ chưa bao giờ uống. Đó là cà phê nitơ lạnh. Đó là cà phê có nitơ, và bọt nitơ tạo ra hương vị và loại kem anh chưa từng nếm trước đây. Vì vậy, anh thực sự tò mò nó như thế nào. Cà phê rất ngon nhưng thành thật mà nói anh không cảm thấy bọt khí nitơ, chỉ cảm nhận nó ngon tuyệt vời. Nơi này thật hấp dẫn, thoáng đãng, âm nhạc du dương thư giãn, cảm giác như đang ở giữa thiên nhiên tươi đẹp, như đang ở trong rừng, bạn biết đấy, giống như ở Bali. Nhưng chắc chắn là bầu không khí dễ chịu đáng để ghé thăm và thưởng thức. Đây là cà phê nitơ. Anh ấy đã mua cái này. Ngoài ra, anh đã mua một ít kẹo từ một phụ nữ địa phương. Bạn đã làm cho cô ấy có một ngày tuyệt vời. Cô ấy rất hạnh phúc, tôi đã làm cho cô ấy có một ngày vui vẻ. Hãy xem những gì anh đã mua khi đi qua các cửa hàng đồ ăn nhé. Cái gì thế này, giống như bánh mì. Nó ngọt ngào, chắc chắn nó có dừa. Một số bánh quy với cơm. Bạn có thích nó không? Vâng, chúng ngọt ngào, nhiều năng lượng. Như thịt viên hay gì đó như thế. Từng ấy thứ với khoảng 2 đô la, thật dễ chịu. Đồ ăn nhìn ngon quá, cùng xem mùi vị thế nào nhé. Món anh đang ăn ở đây là trái cây trộn và một ít bánh quy giòn, đậu phộng, một ít cơm, cùng với nước sốt và đồ uống là gừng, đậu phộng và cả me. Trái cây thực sự rất mềm, nước sốt hơi đắng, nhưng nó rất hợp với hải sản. Anh vừa đến một quán cà phê nổi tiếng có vẻ bên trong rất đầy đủ. Chúng ta hãy đi xem liệu chúng ta còn chỗ không. Chào mừng, cà phê trứng chỉ với 40.000 thôi. Anh thử cà phê trứng đầu tiên ở Việt Nam,
tại Hồ Chí Minh, vì vậy trước tiên anh cần nếm thử lớp kem, rất ngon, sau đó đi đến phần dưới của cà phê. Thật sự tốt. Nó rất nhiều kem và ngọt ngào làm anh cũng cảm nhận được hương vị của cà phê. Hảo hạng. Một ly nước mía mát lạnh giá bao nhiêu? Nước mía 15.000. Vâng, thoải mái tận hưởng thôi. Anh đã mua một chiếc bánh kẹp với phô mai và là món tráng miệng nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Vì vậy anh thực sự tò mò nó như thế nào. Vâng, nó rất ngọt và nó dùng kèm với phô mai. Nó giống như một chiếc bánh quế, nhưng là một chiếc bánh quế đặc biệt, không có ớt. Nó thực sự ngọt và giòn ở bên ngoài và bên trong có rất nhiều hành, nước sốt, thịt và rau. Nó có hành tây, phô mai và một ít thịt, lớp bọc rất giòn. Vì vậy anh rất thích nó và sẽ ăn rất nhiều những món này ở Việt Nam. Chúng được gọi là bánh tráng nướng, rất ngon. Cà phê dừa đã uống sáng nay với vị ngọt và bên trong có dừa giòn và rất ngon. Hãy uống ly cà phê thứ hai nhé. Đây là cà phê sữa đặc của Việt Nam. Nó rất ngọt ngào và hương vị của cà phê thực sự rất hợp với nhau. Tất nhiên đây là sữa, cà phê và rất nhiều đá. Không thể đợi được. Phở ngon nhất trong thành phố này. Họ đang ăn món phở đầu tiên ở Sài Gòn hay Hồ Chí Minh. Điều thực sự thú vị là món phở có rau và một ít thịt riêng biệt bên trên. Giờ thì ăn thôi, thơm quá, nóng lòng muốn ăn quá. Hãy cho một chút ớt vào, chỉ một chút thôi vì nó thực sự rất cay và rất nóng. Thêm một ít thịt bò, một ít rau thơm nữa, anh nói. Đó là món ăn ngon nhất mà tôi đã thử cho đến nay, thật tuyệt vời, tôi thích nó. Tiếc là trời nóng quá, chờ nguội một chút nhưng mà rất rất ngon. Phải thành thật mà nói rằng tôi cảm thấy yêu thích món phở này, hay món súp mà tôi gọi như vậy. Nó có hương vị thực sự rất ngon, rất tươi và có rất nhiều rau xanh như bạn thấy đấy, thật tuyệt vời. Những trải nghiệm ẩm thực của Cha Vi Learn Theo Now thật nhiều khiến cộng đồng mạng xem video cũng thích thú và bình luận cùng anh. Hãy cùng chúng mình xem họ đã nói gì nhé. Anh và bạn gái đã thưởng thức nhiều món ngon ở Sài Gòn đấy. Đúng là biết thưởng thức anh bạn ạ. Hãy tận hưởng những điều thú vị ở Sài Gòn bạn nhé. Chắc hẳn bạn rất sành cà phê, biết so sánh cảm nhận nhiều loại khác nhau. Nếu lần sau đến Sài Gòn, chắc chắn mình sẽ thử cà phê dừa, nhất định sẽ thử. Việt Nam có nền ẩm thực ngon nhất thế giới. Lượng rau tươi và thảo mộc trong mỗi bữa ăn thật là điên rồ. Nhìn tôi thích thịt, nhưng sự kết hợp giữa gia vị, thịt và rau quả thật tuyệt vời. Cộng với phở là món ăn của các vị thần. Tôi yêu đất nước này. Điều đó trông rất tốt. Tôi nhớ Việt Nam nhiều lắm. Thức ăn đáng kinh ngạc ở mọi góc. Tôi yêu các bạn vì yêu Việt Nam và đánh giá cao những món ăn đích thực từ khắp nơi, trên thế giới. Rất nhiều tình yêu từ Canada và bản thân tôi là một người Việt Nam. Tôi là người Philippines nhưng tôi rất yêu Việt Nam. Ước gì tôi sớm được đến thăm Việt Nam đê. Tôi là người Việt Nam và chưa bao giờ bình luận về bất kỳ video YouTube nào, nhưng đây sẽ là một ngoại lệ. Tập phim này thực sự hấp dẫn và giải trí cùng một lúc. Cảm ơn tất cả các thành viên trong nhóm vì tất cả những video tuyệt vời mà bạn đã thực hiện. Tiếp tục phát huy nhé. Hy vọng sẽ có hơn 1% người Việt xem kênh YouTube của bạn. Tôi yêu chương trình này. Tôi yêu những quốc gia bạn đi du lịch, những món ăn bạn chia sẻ và đánh giá. Đồng thời tôi thực sự yêu thích sự ăn ý giữa chính những người chủ nhà, cũng như với những người chủ nhà, cũng như những người họ tương tác để chia sẻ những tầm nhìn văn hóa này. Rất thích xem video, thật là một món ăn ngon. Đồ ăn ngon, các bạn miêu tả món ăn rất xuất sắc. Chào anh, kênh này lúc nào cũng mang lại cho em sự giải trí. Ngoài ra sự hài hước của anh rất tuyệt vời, em rất thích nấu ăn và ăn uống. Cảm ơn rất nhiều vì đã đưa chúng tôi đến một cấp độ trải nghiệm mới. Giữ an toàn và tiếp thêm sức mạnh cho tất cả các bạn. Là một người Mỹ ăn thực phẩm chế biến bằng máy hàng ngày, tôi thích tự chế biến hơn. Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản tôi ăn mì trứng vịt ở một quốc gia mà tôi chỉ thấy trên YouTube. Tất cả những thứ đó trông rất ngon. Cảm ơn video clip của bạn và nhiều địa chỉ quán ăn ngon. Tôi mới từ Việt Nam, về được hơn 1 tháng và tôi chưa có món ăn nào ngon ở Việt Nam. Chắc chắn tôi sẽ thử tất cả khi tôi quay lại vào tháng 12. Cảm ơn bạn đã giới thiệu thực phẩm của chúng tôi với thế giới. Tự hào là người Việt Nam, tôi đã thử hầu hết các nhà hàng này ngoại trừ bún Thái, nhà hàng thứ hai. Bạn có thể cho mình xin địa chỉ quán đó được không? Mình muốn ăn thử. Cảm ơn bạn đã nói bánh phở cho món phở. Món ăn Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc là món tôi thích nhất. Hễ nhìn đồ ăn là thấy đói ngay. Rất nhiều lời bình luận khác nữa các bạn ạ, nhưng nhiều quá nên mình không đọc hết được. Nhưng điểm chung các bình luận trên chính là hưởng ứng và cổ vũ tinh thần thưởng thức của anh chàng người Romania và bạn gái. Có nhiều bình luận mong muốn anh sẽ trải nghiệm nhiều hơn để cảm nhận những món ăn ngon tuyệt hảo của Sài Gòn, chắc chắn sẽ khiến anh ngây ngất và nghiện thôi. Còn với mình cũng đang cảm thấy rất vui và những món ăn của đất nước mình đang được khẳng định và được đón nhận. Đó chính là câu trả lời cho sự cố gắng, cho tình yêu chế biến món ăn, đồ uống điệu nghệ của những chủ quán đa tài.
Mình cũng mong muốn các bạn đến Việt Nam hãy thử nhiều đồ ăn Việt Nam, mình tin chắc sẽ làm hài lòng các bạn. Sẽ còn nhiều điều muốn nói trong video, nhưng chúng mình xin kết thúc video tại đây nhé. Các bạn yêu mến kênh hãy nhấn like, bật chuông đăng ký để đón nhận những video sớm nhất từ chúng mình. Chúng mình cũng luôn lắng nghe ý kiến từ các bạn và mong muốn du lịch và ẩm thực Việt Nam sẽ có nhiều bạn bè Nam Châu biết đến. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.